Xin chào các bạn. Tiếp theo chương trình của các loại cảo Vam. Trên bàn mình có rất là nhiều hàng của Elora, thì bây giờ mình ở trên bàn mình đang có một loại, hai loại cảo, ba loại cảo nữa hả, bốn loại cảo, còn cái nữa rồi ta, còn cái nhỏ nhỏ đây, năm loại cảo. Giờ mình sẽ review cái cục hình tam giác này trước. Cái này ha, cái này các bạn, cái này cảo ba chấu này, mã hàng của nó là 3200, 320 gạch 200, 200 tức là đồ mở đó. Thì cảo này là cảo chuyên dùng để tháo vòng bi bên trong gì đấy. Mình sẽ khui nó ra. Focus, ok. Cái cách xếp vào trong cái hộp giấy kiểu hình kim tự tháp này nhìn cũng hay đấy. Đây, bên nó có mật khẩu với đường này. Đây bắt buộc lại hai lớp luôn, kinh nhật. Ok, đây lớp nữa này. Nó đây. Mà thì cái hộp đường này nó có giá trị để bạn lưu kho, bạn chuyển cho nó dễ thôi. Thì cái kiểu cảo nó là cái này, trên tay nó là vậy. Cái ti này khá dài, mà thấy là cái tay cảo này, cái trục cảo này rất dài. Để xem bao nhiêu trục cảo này, dài 280, chiều dài của trục cảo này nó cho bạn biết là bạn sẽ chạy được trong một cái khoảng bao nhiêu, và nó sẽ với được vào tầm sâu bao nhiêu vào trong trục để nó móc được cái vòng bi ra. Thì vòng bi thấy là cái cảo này nó có một cái khác với lại một vài loại cảo khác lúc nãy mình đã có review đó, tức là cái tay này bạn thấy là bạn có thể lật qua lật lại được đó. Khi bạn nới hai con ốc ở đây ra, bạn lật lên là xuống được, lật qua lật lại được, bạn đảo nó lại để bạn có thể móc từ bên trong móc ra cũng được. Cái kiểu càng hình chữ S như thế này là nó rất là đa năng, rất là nhiều tiện ích. Thì kiểu này nó chỉ có một cái duy nhất là ba chấu thôi. Bạn thấy cái chạc bà đây nó chỉ có vậy thôi, bạn không thể đảo sang hai chấu được. Một số loại cảo thì nó sẽ cho phép bạn đảo sang cảo hai chấu được, thì cảo này là như vậy, nhìn nó giống như là cái bông hoa như thế này. Thì anh em nào làm về thiết bị quay thì luôn luôn sẽ cần đến bảo trì bảo dưỡng, thì chúng ta phải thay vòng bi. Thì ở trên đây họ khắc laser, đây cái tên hãng thôi, ngoài ra còn không có các cái thông số khác, chắc họ tiết kiệm thời gian thế nào đấy. Một số hãng thì họ sẽ khắc chi tiết luôn là thông số kỹ thuật của nó. Đấy, thì cảo này là độ mở của nó là 200, tức là bạn sẽ cạp được cái vòng bi maximum nó là 200. Và khi người ta nói cái cảo mà vòng bi được đường kính 200 nó tương ứng với 8 inch ấy, thì là sẽ là đường kính ngoài của cái vòng bi. Thì còn cái trục cảo này nó sẽ cho bạn biết là bạn nó thay đổi được từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Thì nó có một vài thông số chi tiết liên quan đến cái phần cái ngàm cảo này. Bạn thấy là cái này là cái phần đầu này là cái ngàm nó lớn, đoạn này nó lớn. Để mình lấy cái thước cặp mình đo cho anh em coi, chờ xíu. Thước cặp đâu rồi ta? To lớn thì mình sẽ dùng cái đầu kẹp lớn. Thì đầu kẹp của cái này cầm sao cho nó dễ đo. Cái chỗ này là cái đầu này, cái bề rộng của cái ngàm là 27, mình làm tròn con số ha. Còn đầu đây ấy, con đầu nhỏ thì bề rộng của nó sẽ chỉ có 20 thôi các bạn ha, 2 cm thôi. Thì tùy theo cái bề rộng của cái này mà nó càng lớn thì bạn dùng cho vòng bi lớn. Còn đối với vòng bi nhỏ, bạn cạp mà cái đường lớn quá thì nó cái chỗ tiếp xúc với vòng bi nó sẽ ít đi. Nào bạn ha. Đó. Đây tí theo mình đảo lên đảo xuống, lật lên lật xuống. Kiểu như vậy. Ngoài ra nó có thông số nữa liên quan đến cái đầu ti này, đầu trục cảo này. Thì bạn sẽ vùng cái này bạn dùng bằng tay. Tức là bạn dùng với cờ lê mỏ lết thôi, chứ bạn không có dùng với súng ống được. Súng là để bạn chạy cái đầu ren đầu, bạn chạy cái bước đầu thôi. Thì bước này đầu này là 19, tức là bạn sẽ dùng con ốc cái đầu chuột 19, bạn siết thật nhanh, chạy lên chạy xuống thật nhanh ở đây là bằng tay thôi.
Khi mà nó chịu tải thì bắt đầu bạn mới siết bằng tay, chứ bạn không được dùng súng, chúng lực bơm men nó sẽ làm cháy cái ren này. Thì cái kiểu này, cái đầu trục của nó có cái viên bi để bạn tì vào cái đầu của cái tì vào cái đầu trục ổ trục ấy, trục thì nó giảm ma sát, kiểu nó là vậy. Giá tiền của cái này là 6,6 triệu. Sản xuất tại Đức nên là hàng của Đức nên là giá nó cũng kiểu Đức Đức.